Tập 29, hậu trận chiến, Natsu và Gaiji giảng hòa, cậu ta tò mò nguồn sức mạnh của Gaiji từ đâu mà có được. Không ngờ rằng hắn cũng được một con rồng nuôi lớn. Nó có tên là Meta Lycana, là một thiết lòng. Natsu cũng được một hỏa long nuôi lớn, nhưng con rồng đó đã mất tích vào ngày 7 tháng 7 của 7 năm trước. Trùng hợp thay, thiết long của Gaiji cũng vậy. Bọn họ từ kẻ thù dần dần hóa giải mọi thứ, mối quan hệ cũng trở nên tốt hơn trước rất nhiều. Bằng hồi bị phá hủy tan tành, Margaret và mọi người lòng đầy tiếc nuối nhìn nó lần cuối. Lucy bước tới chỗ những thành viên của Fairy Tail. Cô biết rằng lỗi lầm lần này là do Lucy gây ra cho mọi người là rất lớn. Nhưng hội trưởng và mọi người không những không trách phạt mà ngược lại còn an ủi cô. Lucy sau khi nghe xong những điều đó liền òa lên khóc như một đứa trẻ vậy. Cứ như thế, mọi người cùng nhau đồng lòng sửa chữa lại hội. Ai nấy cũng đều góp một chút công sức. Theo như bản vẽ của Mira thì lần này hội sẽ to gấp mấy lần ban đầu. Lucy ở nhà dưỡng thương, tiện tay viết một lá thư cho mẹ. Lần này mọi chuyện có lẽ đều do cha cô gây ra, vì vậy cô buộc phải quay về nhà một lần nữa để làm rõ chuyện này với ông ấy. Mọi người sau khi tới nhà Lucy liền không thấy bóng dáng của cô ấy đâu nên lo lắng vô cùng. Natsu cũng tìm thấy đống thư mà Lucy viết gửi cho mẹ cô, hành trình từ khi gặp Natsu cho tới những chuyện gần đây xảy ra. Aza cũng tìm lời nhắn trước khi Lucy rời đi, có vẻ như đã gây hiểu lầm gì đó cho mọi người thì phải. Lucy rất nhanh chóng đã có mặt tại căn biệt thự của người cha. Những người hầu trong nhà đều rất hạnh phúc và vui mừng khi được gặp lại cô chủ nhỏ của bọn họ. Và chuyện gì tới cũng sẽ tới, Lucy một mình đối mặt với lão một lần nữa. Ông Hia Philiad tưởng rằng con gái ruột đã suy nghĩ lại nên mới quyết định quay trở về nhà. Cho nên ông mới sắp đặt cho Lucy một cuộc hôn nhân, còn ra lệnh cho cô phải đẻ được một cậu con trai để kế thừa gia sản của dòng họ. Vậy nhưng, Lucy đời nào chấp nhận điều đó? Cô dùng ánh mắt đầy kiên định nói với lão rằng, lần này về nhà chỉ để cảnh cáo lão về mọi chuyện đã gây ra cho Fairy Tail và những người bạn của cô. Nếu như còn tiếp diễn thêm một lần nào nữa, thì cô sẽ coi lão như một kẻ thù. Kết thúc mọi chuyện, Lucy tới chào tạm biệt mẹ cô lần cuối, thì đột nhiên giọng nói của Natsu và mọi người vang lên. Bọn họ nhìn thấy bức thư tay của Lucy để lại, lo lắng nên đã tìm tới. Thế là mọi người cùng nhau trở về nhà, kết thúc một trận chiến dài đằng đẵng đầy khó khăn. Tập 30, Margaret bị người của hội đồng triệu tập giải trình và đền bù thiệt hại. Người bạn thân của ông là Rob, một thành viên của hội đồng ERA khuyên nhủ Margaret nên nghỉ hưu sớm đi. Tuổi tác bây giờ của ông cũng đã quá lớn, mà chuyện của hội đồng cũng không còn đủ sức để bảo chữa cho Margaret nữa. Trong khi đó, ở hội quán, Lazard lại gây chuyện khiến cho Eza vô cùng tức giận. Hắn ta khinh thường những người yếu trong Fairy Tail và cả mọi lỗi lầm trong trận chiến lần trước đều do Lucy mà ra. Natsu tức giận, liều một phen với hắn nhưng Lazard cũng chẳng buồn ngó ngàng tới bởi vì thời đại của hắn ta sắp tới rồi. Cái ngày mà Margaret nghỉ hưu cũng là lúc Lazard lập lại trật tự cho Fairy Tail. Để lấy lại bầu không khí cho hội, Eza liền nghĩ ra một cách, đó là cùng Natsu, Gray, Lucy và cả Happy. Năm người sẽ cùng nhau trở thành một team mạnh nhất của Fairy Tail. Từ lần trước cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ ở Eisenhower, Eza đã rất hài lòng và muốn được tiếp tục chung đội với mọi người. Nhiệm vụ lần này của bọn họ là ở thành phố Lupinus. Tưởng rằng nhiệm vụ sẽ hoàn thành mỹ mãn và phần thưởng hậu hĩnh sẽ về tay bọn họ. Nhưng lần này, đám người Natsu lại phá hủy một nửa thành phố. Thành ra tiền thưởng cho nhiệm vụ lần này còn không đủ để giải quyết thiệt hại đã gây ra. Lucy thở dài kể hết mọi chuyện cho Mira nghe. Lần này Lucy lại không có tiền để trả tiền thuê nhà, cho nên Mira quyết định giới thiệu cho Lucy một nhiệm vụ vô cùng dễ, lại còn phù hợp nữa. Thế là cả bọn Natsu cùng nhau khởi hành đi làm nhiệm vụ mới. Lần này bọn họ sẽ cùng nhau đóng một vở kịch giúp cho nhà hát này trở lại vẻ huy hoàng vốn có của nó. Bởi vì lâu rồi, nơi này không có khách, mà các diễn viên trong đoàn thì lần lượt bỏ đi chỉ vì bị khán giả chê vào kịch dở. Cả bọn đều hiểu ý, liền bước vào giai đoạn tập luyện hăng say. Cho đến ngày phát vé thì một nhóm fan hâm mộ ập tới, Lucy còn tưởng bờ rằng bọn họ chưa diễn mà đã có fan hâm mộ. Nhưng không ngờ rằng đó là hội trưởng Margaret cùng với mọi người, có cả những người từng là kẻ thù, bây giờ bọn họ đều là bạn tốt của nhau. Thời gian thấm thoát thoi đưa, cuối cùng thì vở kịch được mong chờ nhất cũng được diễn ra. Tuy nhiên có một sự cố nhỏ đã xảy ra, đó là Eza vì quá căng thẳng mà đã quên mất lời thoại của nhân vật. Cũng từ đó mà chuỗi sự cố ngoài ý muốn đã xảy ra. Mọi thứ trở nên rối rắm hơn khi Natsu diễn vào dòng lửa của mình. Kết cục là cả nhà hát đều sụp đổ tan tành. Nhưng ngược lại, vở kịch này lại rất được mọi người thích thú và tán dương. Thế là cả bọn bị chủ của sạp hát bóc lột sức lao động, một ngày phải diễn tận 3 lần. Tập 31, sau khi tóm gọn băng đảng trộm cướp ở pháo đài, đám người Eza quyết định dừng chân để tắm suối nước nóng.
Sau khi cả bọn cùng nhau tận hưởng không khí ở suối nước nóng xong, liền quay trở về phòng chơi trò ném gối. Nghe cũng là biết tên trẻ trâu Natsu bày đầu rồi. Eiza cũng hăng máu tham chiến, Gray vì không nhịn được cũng liền tham gia. Lucy còn chưa kịp nói hết câu đã bị ba người bọn họ liên minh tấn công. Hết cách, cô đành phải ra ngoài đi dạo. Bởi nếu còn ở trong đó thêm một giây phút nào nữa thì e rằng cái mạng này của Lucy khó mà sống sót trong đám quái vật kia. Đi được một vài bước, Lucy liền bị mấy anh trai nhà bên dụ dỗ đi chơi. Đường đường là con gái nhà lành, cho nên cô nàng lập tức từ chối. Thế là mấy kẻ xấu liền sử dụng pháp thuật để khống chế. Tưởng rằng sẽ bị bọn chúng ép đi bay lắc đêm nay, thì Loki xuất hiện như một vị thần, đã bay hai kẻ kia trong vài cước. Mặc dù hành động ngầu lòi vậy thôi, chứ khi chạm mặt Lucy là Loki đều cảm thấy vô cùng sợ hãi. Lucy cũng đã quá quen với điều đó nên cũng chẳng mấy quan tâm tới. Cô cảm ơn vì chuyện lần này và cũng là chuyện lần trước đã tìm giúp chung chìa khóa. Gã gẫm mãi Loki mới chịu đi ăn với Lucy, bọn họ cùng nhau đến nhà hàng nổi tiếng. Qua quan sát của Lucy thì có vẻ như Loki đang chứa đầy tâm sự trong lòng. Chỉ là khi cô hỏi thì cậu ta lại ngập ngừng không chịu nói. Hết cách, tiệc cũng đã tàn, Lucy đành chào tạm biệt ra về nhưng không ngờ đối phương lại chủ động ôm lấy Lucy rồi thốt ra mấy chữ. Gã sắp không còn trên thế giới này nữa rồi. Ngay xong Lucy sợ hãi vô cùng, nhưng Loki lại lấy bình tĩnh cười vào mặt cô ấy và nói rằng tất cả chỉ là trò đùa để thả thính. Lucy tức giận tặng cho cậu một cái bạt tai coi như là lời chào tạm biệt. Sáng ngày hôm sau, cả bọn cùng nhau trở lại hội quán. Tâm trạng của Lucy hôm nay vô cùng tệ, đến mức Gray và Natsu cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Nhận thấy được điểm đáng nghi vấn, tối hôm đó, Lucy liền triệu hồi tinh linh Nam Thiên Tử ra hỏi đầu đuôi mọi chuyện về Loki và Pháp Sư Tinh Linh. Qua đúng như cô dự đoán, chủ nhân của Loki chính là Pháp Sư Tinh Linh, Karen Lilica đã mất cách đây 3 năm. Khi biết được điều đó cũng là lúc cô nhận được tin tức Loki muốn rời khỏi Fairy Tail. Trong khi mọi người đang nháo nhào tìm kiếm cậu ta, thì Loki lại đang trầm tư đứng trước mộ của Karen. Lucy cũng đoán được nơi này, cho nên đã một mình đi tới đối chất. Cô đã biết hết tất cả mọi chuyện về Karen, Loki chính là tinh linh cùng sư tử Leo. Nhưng có một điều mà Lucy lại không hề hay biết, đó chính là Leo không thể trở về thế giới của chính mình nữa rồi. Cậu ta đã phản bội chủ nhân của mình. Nói đúng hơn là cậu ta đã giết chết Karen. Chuyện bắt đầu từ 3 năm trước, Karen khi đó là một pháp sư tinh linh vô cùng cao ngạo. Cô ta luôn đem tinh linh cung Bạch Dương ra làm trò tiêu khiển cho những rắc rối của mình gây ra. Kể cả khi trong chiến đấu, Karen cũng dùng tinh linh của mình như một công cụ lá chắn vậy. Điều đó đã khiến cho hội trưởng Bob vô cùng tức giận. Vậy nhưng, Karen vẫn không chịu nhận lấy cái sai của mình mà ngược lại, triệu hồi tinh linh ra để xả giận khiến cho Loki bấy giờ là Leo cùng sư tử vô cùng tức giận. Cậu ta tự mình bước ra thế giới loài người mà không cần phải đợi chủ nhân triệu hồi bởi vì cung sư tử chính là cung mạnh nhất trong 12 cung hoàng đạo. Điều đó càng khiến cho Karen càng thêm bực tức, bởi vì cô ta không đủ sức mạnh duy trì hai tinh linh trong cùng một lúc. Cứ như thế thời gian trôi qua, sức chịu đựng của Leo cũng sắp tới giới hạn. Cậu ta làm như vậy bởi vì muốn khuyên nhủ Karen hãy đối xử tốt với tinh linh của mình và đừng coi bọn họ là công cụ nữa. Vậy nhưng Karen vẫn ngang bướng chứng nào tật nấy, cho tới khi 3 tháng sau, Leo nhận được tin Karen đã mất mạng, lý do cũng là vì Leo. Từ giây phút đó trở đi, Leo vô cùng đau đớn, luôn cố tìm mọi cách để quên đi hình ảnh của Karen. Đến nay cũng là 3 năm, sức chịu đựng của cậu ta cũng đi tới giới hạn rồi. Lucy không cho phép điều đó xảy ra, việc mất đi một người bạn là mất mát vô cùng lớn. Trong lúc cả cơ thể Loki đang rơi vào trạng thái dần dần tan biến, thì Lucy liên tục gào thét lên. Cô dùng tất cả ma lực của mình bằng mọi cách phải mở ra cánh cổng thế giới tinh linh, đưa Loki quay trở về đó. Lucy biết rằng đó không phải là lỗi của cậu ấy, tất cả chỉ là tai nạn ngoài ý muốn mà thôi. Sức mạnh to lớn đó đã đánh thức vua của thế giới tinh linh xuất hiện. Ông ta liên tục lặp đi lặp lại ba cái luật lệ cổ hủ ngày xưa của thế giới tinh linh, càng khiến Lucy bực tức thêm. Xét về lý thì Loki đúng thật đã sai, nhưng xét về tình thì cậu ta lại hoàn toàn làm đúng. Tinh linh vốn là bạn của pháp sư triệu hồi chứ không phải là một công cụ để chút giận. Lucy một lần nữa thể hiện rõ sức mạnh của mình bằng cách triệu hồi tất cả các tinh linh mà cô có được ra trước mặt vua tinh linh, điều mà Karen chưa bao giờ làm được. Sự quyết tâm và tình bạn cao đẹp đó đã đánh động vào lòng thương cảm của ông ta, cho nên ông ta quyết định cho Loki là một trường hợp ngoại lệ, tha thứ cho cung sư tử quay về thế giới của mình. Cuối cùng thì sau 3 năm chịu đựng sự hao mòn thân thể và sức mạnh ở thế giới loài người, thì chòm sao Leo cũng đã có thể quay về nơi cậu ấy thuộc về. Sáng hôm sau, cả hai đem chuyện này kể cho những người bạn ở Fairy Tail. Natsu và Gray cũng vô cùng bất ngờ.
Để đáp lại tình cảm của mọi người, Loki đã tặng cho nhóm Nát Sư 4 chiếc vé du lịch để thay lời cảm ơn. Tập 33, sau khi cùng nhau tận hưởng chuyến du lịch miễn phí từ tấm vé, 5 người liền ăn chơi tẹt ga quên cả đường về. Chiều hôm đó, Eza một mình nằm tận hưởng bầu không khí mát mẻ ở Akane Resort. Trong giấc mơ ấy, cô hồi tưởng lại bầu không khí ngột ngạt khi còn là một nô lệ ở Pháp Thiên Đường. Mọi chuyện tồi tệ vô cùng. Cho tới khi Eza giật mình tỉnh dậy, cô đến chỗ gương rồi hoán đổi về bộ giáp hành mặc. Chỉ có khi mặc giáp mới cảm thấy an toàn. Lucy chạy tới phòng dù Eza cùng nhau đi casino chơi. Natsu và Gray cũng đang ở đó. Trong khi tên trẻ trâu Natsu đang còn khóc lóc vì trò chơi quay số, thì Gray lại nhàn nhã nói chuyện với quý cô Juvia xinh đẹp. Có vẻ như cô ấy đang muốn gia nhập vào Fairytale với tư cách là một pháp sư tự do. Chưa nói được đôi ba câu gì cả, bọn họ lại gặp lũ cướm tấn công. Bọn chúng chơi đánh úp khiến cho cả ba người Natsu, Gray và Juvia không kịp phản công. Còn về phần Lucy và Eza, trong lúc vận đỏ đang nghiêng về thần bài Eza thì biến cố ấp tới, khiến cô vô cùng run rẩy và sợ hãi. Vì kẻ đứng trước mặt đây chính là So, người đồng hành cùng Eza khi còn bé ở Tháp Thiên Đường. Một cô gái dùng ma thuật để trói Lucy lại nhằm uy hiếp Eza. Tên của cô ta là Miliana. So đã dùng ma thuật để nhốt tất cả mọi người vào bên trong các lá bài. Còn có hai tên khác xuất hiện nữa, lần lượt là Wally và Simon. Tất cả bọn họ đều là những người bạn thuở bé của Eza khi cô ấy còn là nô lệ ở Tháp Thiên Đường. Trong một phút sơ hở mà Eza đã bị bọn chúng tấn công rồi bế đi, còn Lucy thì đang quằn quại vì gọi mãi không một tinh linh nào xuất hiện. Nguyên nhân có lẽ nằm ở sợi dây ma thuật này. Cũng may nhờ vào trí thông minh của mình mà Lucy đã nhờ một người trong tấm bài cắt đứt sợi dây rồi nhanh chóng đi tìm đám người Nát Sư thông báo về chuyện vừa rồi. Gray may mắn được Juvia bao bọc trong lớp màng nước cho nên không bị vấn đề gì. Còn Natsu mặc dù bị kẻ thù bắn vào bên trong miệng nhưng vẫn bình an vô sự. Nếu như là người bình thường chắc đã sớm chào tổ tiên rồi. Về phần Eza, cô tỉnh dậy trong tâm trí hoang mang và sợ hãi bởi vì con tàu này đang quay lại nơi mà Eza đã từng bỏ trốn. So đi tới bên cạnh Eza rồi tâm sự chuyện chị em chúng mình. Eza rất muốn quan tâm nhưng quá nhiều thứ khiến cô sợ hãi. Cô cầu xin So hãy để cô được mặc giáp bởi vì như thế mới có thể bình tĩnh được. So không những không cho phép, còn nhắc tới một cái tên khiến cho Eza càng hoảng sợ hơn, đó chính là Zella. Tập 34, Tháp Thiên Đường hay còn gọi là hệ thống R, khiến cho hội đồng ERA rơi vào trạng thái sợ hãi. Bởi vì bọn họ biết chúng được xây dựng bởi ma thuật đen. Đây là một loại ma thuật cấm và điều đáng sợ hơn là bọn họ đã bỏ sót cấp tháp thứ 8. Chủ nhân của tòa tháp ấy không ai khác chính là Zella, một thành viên của hội đồng vô cùng thần bí. Trở lại Tháp Thiên Đường, nơi mà Eza bị bọn chúng giam giữ. So đi tới kể lại chuyện năm mấy bọn họ cùng nhau bỏ trốn rồi lại bị bắt cho Eza nghe. Lần đó đám người của Tháp Thiên Đường bắt giữ Eza thay vì So bởi vì bọn chúng nghi ngờ cô chính là kẻ chủ mưu trong chuyện bỏ trốn lần này. Bỏ qua những chuyện lúc đó, cô lợi dụng sơ hở đánh ngất So và tẩu thoát thành công. Còn về phía Natsu và các đồng đội, bọn họ thành công đột nhập vào bên trong Tháp Thiên Đường bằng đường mạch nước ngầm phía dưới. Nhờ có Juvia nên mọi người thành công vượt cạn mà không bị chết ngạt. Vậy nhưng đời không như là mơ, dù trên cao hay dưới đường bí mật cũng có linh canh chờ sẵn bọn họ. Hết cách, bọn họ buộc phải sử dụng pháp thuật để đánh bại bọn chúng. Giải quyết xong đám cô hồn này thì mọi người cùng nhau tiến vào bên trong tòa tháp. Zella thực chất đã biết rõ mọi chuyện nhưng hắn ta cố tình mở đường cho đám người Lucy tiến vào bên trong. Gray cùng mọi người tận hưởng bữa tiệc được bày sẵn, trong khi Lucy đang rối rắm không biết nên hành động như thế nào. Đột nhiên một toán linh canh xông tới. Tưởng rằng sẽ phải chiến đấu, nhưng Eza lại xuất hiện như một vị thần, một đao chém bay bọn họ. Cô khuyên đám người bọn họ nên quay về đi, bởi vì đây là chuyện ân oán giữa cô và bọn họ. Natsu đời nào chịu nghe lời, bởi vì Happy đang còn nằm trong tay đám người xấu, cho nên cậu ta không thể hèn nhát quay xe được. Natsu bỏ đi, Lucy và Gray cũng hết cách. Dù là vậy, Eza cũng vẫn nhất quyết ép bọn họ rời khỏi nơi này cho bằng được. Lucy đã nói, hiện tại không phải chúng ta đều là bạn bè của nhau hay sao? Là một thành viên của Fairytale, chẳng lẽ lại hèn nhát bỏ chạy mà bỏ mặc bạn bè của mình? Eza sau khi nghe được những lời đó liền không thể cầm được nước mắt. Cô ấy từ từ giải bày nỗi lòng của mình cho đám người Lucy nghe. 10 năm trước, Zella đã một mình cứu Eza nhưng bị bọn chúng gài bẫy và nhốt lại. Chính từ lúc đó, Zella đã thay đổi và biến thành một ác quỷ vô cùng đáng sợ. Tập 35, Eza cùng mọi người liều mạng quyết chiến với đám lính ở hệ thống R. Tưởng rằng có thể tiêu diệt hết bọn lính canh là xong, nhưng những con quái vật khác đã xuất hiện. Bọn chúng dùng ma pháp để tấn công những nô lệ đang chiến đấu. Trong lúc hoảng loạn, Eza đã bị kẹt lại và không thể chạy thoát. Ngỡ rằng mạng sống sẽ kết thúc ở đây thì ông lão tên Rob mang dấu ấn của Fairytale đứng ra đỡ cho Eza một đòn chí mạng.
Ông ấy cũng đã từng là một pháp sư tài ba nhưng vì lý do nào đó mà rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay. Rob từng nói với Eza rằng cô bé có thể trở thành một pháp sư mạnh bởi vì chính sức mạnh trong trái tim cô đã chứng minh điều đó. Chính vì vậy, khi trực tiếp nhìn thấy Rob vì Eza mà tiêu biến các thể xác lẫn linh hồn, thì nguồn sức mạnh vô tận bị ẩn sâu bấy lâu nay trong cơ thể nhỏ bé của Eza đã thức tỉnh. Cô dùng ma pháp triệu hồi tất cả các loại vũ khí để giết chết bọn chúng. Mọi người thấy vậy cũng có thêm sự tự tin mà quyết chiến quyết thắng với bọn chúng. Giải quyết xong tụi cô hồn, Eza liền nhanh chóng xông vào đánh bại hai tên từng khiến những người nô lệ sống cũng không được, mà chết cũng không yên, rồi nhanh chóng đi cứu Sela. Nhưng không ngờ rằng thái độ của cậu ta lại hoàn toàn thay đổi. Trong lúc bị hành hạ, Sela đã bị một pháp sư bóng tối tên là Zerep khống chế tâm trí lẫn linh hồn của cậu ta, biến cậu ta trở thành một tay sai cho ác quỷ. Sela không ngừng lẩm bẩm bí câu về Zerep khiến cho Eza vô cùng sợ hãi, nhất là khi chính tay cậu ta đã giết chết hai tên quản đốc. Sela nói với Eza không có gì gọi là tự do cả. Chỉ có khi làm việc cho chúa tể Zerep, hồi sinh ngày ấy mới là sức mạnh vĩnh hằng mãi mãi mà thôi. Từ bây giờ cậu ta sẽ tiếp tục hoàn thành nơi này và gọi nó là tháp thiên đường. Sau khi tỉnh dậy, Eza đã phát hiện ra bản thân mình rời khỏi tháp thiên đường từ lâu rồi. Và có lẽ Sela đã tiêm nhiễm vào đầu những nô lệ khác về việc cô ấy đã phản bội bọn họ. Trở lại với thực tại, mọi chuyện mà Eza muốn kể đều đã kể hết rồi. Ý định muốn mọi người quay trở về và chính tay Eza sẽ giết chết Sela sẽ không bao giờ thay đổi. Những điều này đều bị Sô nghe thấy, cậu ta run rẩy đi vào và phủ nhận tất cả mọi chuyện về Eza. Chính Sela đã nói rằng Eza đã đốt hết thuyền của mọi người và bỏ trốn, bỏ lại những nô lệ ở trên đảo này. Trong khi cô cũng không biết giải thích thế nào cho cậu ta hiểu, thì Simon xuất hiện nói ra sự thật về Sela cho Sô nghe. Bọn họ đều bị hắn lừa cả rồi, gặp được Simon không cố tình tấn công Gray và Zuvia. Mọi hiểu lầm trong 8 năm phút chốc được hóa giải hoàn toàn. Vậy nhưng việc bọn họ cần phải lo lắng nhất lúc này, đó chính là ngăn chặn trận chiến giữa Natsu và Wally. Tập 36, mở đầu của tập phim là trận chiến kinh điển của Salamander và tên đầu vuông Wally. Trong khi Natsu đang còn mắc kẹt trong cái đầu mèo thì cũng là lúc Wally giương súng ra nhắm về cậu ta. Cũng may có Miliana kịp thời ngăn cản, cô ta tưởng Natsu là một con mèo nên mới làm như vậy. Mặc cho Miliana có ngăn cản cỡ nào, Wally vẫn tiếp tục truy sát Natsu. Hết cách, cô ta buộc phải chiến đấu với đối thủ. Hơn nữa, Miliana cũng nhận ra được Natsu là một con mèo pha ke cho nên đã hợp sức với Wally khiến cậu ta rơi vào thế bị động. Sợi dây mèo này hoàn toàn khống chế ma pháp của cậu. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây thì vị cứu tinh là Happy bay tới tấn công Wally rồi cứu Natsu thoát khỏi nguy hiểm. Nhìn thấy chú mèo Happy là Miliana lại không thể kiềm lòng nổi. Cô bé một lần nữa khẩu chiến với anh trai quyết tâm bảo vệ Happy cho bằng được. Lợi dụng tình thế đó, Natsu nhanh chóng biến thân thành một chú mèo tội nghiệp khiến cho nàng ta thương cảm rồi tháo gỡ trói buộc. Thoát được dây trói pháp thuật cũng là lúc ngọn lửa của dòng được bùng nổ. Chỉ một đòn ngắn gọn mà Natsu đã loại được hai đối thủ. Tới nước này, Sela buộc phải sử dụng quân bài cuối cùng đó là triệu hồi hội ám sát nhóm đầu lầu để cản đường nhóm người Eza. Ba người này lần lượt là Taka, Fukuro và Aikaruga. Họ đều là những kẻ chuyên làm những nhiệm vụ ám sát từ trong bóng tối. Sela thông báo đến tất cả những kẻ có mặt trên tháp thiên đường về luật chơi lần này của hắn. Sô nghe thấy vậy liền nhốt Eza vào trong tấm bài, cậu ta muốn một mình đi giết Sela để bảo vệ cho Eza. Còn về phần Natsu, nghe xong luật trò chơi càng khiến cậu ta thêm phần phấn khích hơn. Thế là Natsu cùng Happy quyết định chơi ăn gian bằng cách bay thẳng lên đỉnh của tháp thiên đường. Như thế thì chẳng phải gặp bất kỳ đối thủ nào rồi. Nhưng người tính thì không bằng máy tính tính. Natsu lại gặp ngay một trong ba kẻ của hội ám sát có tên là Fukuro. Nhờ cú đấm của Fukuro mà Natsu có thể gặp Simon và nghe về tình hình của bọn Eza. Vậy nhưng tên đầu cú kia lại rất nhanh chóng tìm tới. Simon cũng vì thế mà bị hắn ta đánh bại. Natsu không nhịn được nữa liền tham chiến. Nhưng tên này thực sự quá mạnh khiến cho cậu gặp khó khăn. Lucy và Zuvia cũng trở thành một đội đi tìm Natsu. Nhưng không ngờ lại gặp ngay một trong ba tên của hội ám sát. Tên này chính là Taka, một kẻ nghiện guitar và rock. Tưởng rằng Zuvia có thể dùng pháp thuật để đánh bại hắn, vậy nhưng Taka lại có thể dễ dàng hóa giải nó, thậm chí khống chế luôn cô nàng. Tập 37, Zuvia hoàn toàn biến thành một người khác, kể cả tính cách hay ngoại hình đều trở nên điên cuồng hơn. Cô tấn công Lucy không ngừng nghỉ, tuy nhiên tiếng lòng của Zuvia lại phản đối kịch liệt. Cô muốn gia nhập Fairy Tail, muốn bản thân trở thành một mảnh ghép của Fairy Tail và đặc biệt là muốn làm bạn với tất cả mọi người. Hiểu được tiếng lòng từ trái tim của Zuvia, Lucy lập tức lợi dụng nước triệu hồi ra tinh linh cung bỏ bình Aquarius. Cô ta vẫn như ngày nào, nóng tính cuốn bay tất cả mọi thứ trong tầm mắt. Taka thấy vậy liền lật lại chiêu cũ, hút hết nước của Aquarius, nhưng lần này hoàn toàn vô dụng.
Chính tình bạn giữa Lucy và Zuvia đã khiến cho dòng nước này hoàn toàn biến đổi. Tổng kết trận đấu, Taka được thay đổi một diện mạo mới, còn Zuvia và Lucy cũng đã gắn kết được tình bạn gần gũi hơn trước. Trở lại với đám người ở hội đồng ERA, bọn họ vẫn còn đang lưỡng lự việc có nên sử dụng Ethereum hay không. Siran không chấp nhận số phiếu 4/5 cho nên đã quyết định hội đồng việc bỏ phiếu lại. Bởi vì chuyện này liên quan rất lớn tới hội đồng, cho dù cậu ta có phải hy sinh người anh em song sinh kia của mình. Natsu cùng đầu cú tiếp tục phần thắng bại, lần này Fukuro lợi dụng điểm yếu của Natsu để tấn công. Cứ như thế mà hỏa long Natsu bị đầu cú nuốt trọn vào bụng. Hắn ta dần dần hấp thu sức mạnh của cậu và điều quan trọng hơn đó là sẽ bị tiêu hóa không còn mẩu xương trong vòng 10 phút nếu như không được cứu giam. Cũng may là Gray tới kịp lúc, đôi bên giao chiến gay cấn. Ngỡ rằng băng hệ sẽ luôn yếu thế trước hỏa hệ, nhưng Gray lại khác. Chính sức mạnh tình bạn đã giúp Gray mạnh mẽ hơn đánh bại tên đầu cú và cứu Natsu thoát khỏi đó. Quay trở lại với hội đồng ERA, việc tán thành sử dụng Ethereum cuối cùng cũng được thông qua. Đám người hội đồng cũng đã cân nhắc rất nhiều khi đưa ra quyết định này. Ngài Yajima một mình tới gặp Siran về vấn đề này. Chính ngài ấy đã bỏ phiếu không tán thành bởi vì nếu sử dụng Ethereum thì không biết bao nhiêu người sẽ phải chết. Siran biết điều đó vậy nhưng hắn ta cố ý để thuyết phục hội đồng. Cho dù có phải giết chết Zela cũng không thể để hắc pháp sử bóng tối Zeref sống lại được. Tập 38, việc tiến hành bắn Ethereum đã được bắt đầu. Bây giờ khoảnh khắc nó phá hủy toàn bộ tháp thiên đường chỉ còn tính bằng phút. Trong khi đám người của hội đồng vẫn còn đang hoang mang liệu quyết định này có đúng hay không, thì Siran và Ôn lại để lộ mất kế hoạch cho ngài Yajima nghe thấy. Rốt cuộc thì cái kế hoạch ấp ủ 8 năm kia của Siran là gì đây? So cầm theo lá bài có chứa Eza giận dữ chạy đi tìm Zela, nhưng không ngờ lại gặp ngay Ikaruga. Chính là kẻ đứng đầu trong nhóm đầu lâu của hội ám sát. Rõ ràng thực lực giữa cậu ta và cậu ta quá chênh lệch. Cho nên dù có đánh thế nào thì cũng không thể thắng nổi Ikaruga. Nhưng cũng nhờ vào những vết chém xuyên không gian của hắn mà Eza mới thoát khỏi sự khống chế. Chỉ có điều bộ giáp trên người cô lại tan thành trăm mảnh. Như vậy cũng đủ hiểu rằng thanh kiếm của đối thủ hoàn toàn không phải thanh kiếm bình thường. Eza liên tục thay giáp để đấu với cô ta. Nhưng cho dù có là bộ giáp mạnh nhất, luyện ngục giáp thì vẫn bị Ikaruga đánh bại như thường. Cho dù có hoán đổi bao nhiêu bộ giáp chiến đấu đi chăng nữa thì cũng không thể thắng nổi đối thủ, bởi vì Eza đang cảm thấy sợ hãi. Nỗi sợ ấy đã đeo bám cô từ lúc đi tới Fairy Tail, chỉ có khi mặc giáp thì mới giúp cô bình tĩnh lại được. Eza đang trốn tránh nỗi sợ ấy. Từ nhỏ, cô ấy đã luôn cố tỏ ra mình là kẻ mạnh mẽ để che đậy đi sự run rẩy của bản thân trong quá khứ. Nhưng khi gặp những đồng đội như Gray, Natsu, Lucy và Happy, còn có cả mọi người trong Fairy Tail thì nỗi sợ ấy chuyển hóa thành sức mạnh để ngày hôm nay Eza có thể tự tin đứng ở đây. Không cần phải sử dụng bộ giáp mạnh nhất, Eza cũng đủ mạnh để đánh bại Ikaruga trong vòng một nốt nhạc. Vậy là cả hội đầu lâu đã bị người của Fairy Tail đánh bại toàn bộ, bây giờ chỉ còn việc sống chết một phen với Zela mà thôi. Eza ra lệnh cho Sô đưa tất cả mọi người rời khỏi tháp thiên đường, bởi vì thời gian chỉ còn lại 10 phút trước khi thảm họa xảy ra. Simon đưa Natsu lên đỉnh của tháp, cậu ta biết rằng Eza sẽ đủ sức để đánh bại Zela. Nhưng thứ tình cảm năm đó mà Eza dành cho Zela e rằng sẽ là vật cản đường cho nên mới cần sự giúp đỡ của Natsu. Đúng như dự đoán của Zela, Eza đã một mình tìm tới hắn ta. Có hai lâu ngày không gặp nên quyết định đánh nhau để ôn lại chuyện cũ. Zela mặc dù có sức mạnh của bóng tối vậy nhưng vẫn không thể thắng lại ý chí kiên cường của Eza. Sau cùng Eza bị Zela nhốt bên trong quả cầu ma pháp. Ý thức của cô một lần nữa trở lại với những ký ức của quá khứ, nơi mà cô không còn cảm thấy cô đơn và sợ hãi nữa. Chính sức mạnh tình bạn đó đã giúp Eza xé tan cái xấu của bóng tối một lần nữa. Tập 39, Zela bị hạ gục hoàn toàn, cô dùng thanh kiếm trong tay mình khống chế hắn. Hệ thống ERA vẫn chưa được hoàn thiện hoàn toàn. Muốn hoàn thiện nơi này buộc phải có một nguồn ma pháp khổng lồ. Dù có là pháp thuật của tất cả các pháp sư trên lục địa, cũng không đủ để hoàn thành tháp thiên đường. Zela nói rằng hắn ta đã bị Zeref biến thành một con rối không hơn không kém, vì vậy hắn ta muốn nhận sự tha thứ của Eza. Đúng như lời Simon dự đoán, Eza hoàn toàn yếu mềm trước hành động đó của Zela. Lúc này, thời khắc Ethereum khai hỏa cũng đã tới, Eza ôm chầm lấy Zela để chờ đợi khoảnh khắc đó. Khi ánh sáng đầy mạnh mẽ đến từ Ethereum chiếu xuống tháp thiên đường, Gray và mọi người đều không thể tin nổi vào mắt mình được nữa, bởi vì Natsu và Eza vẫn còn ở đó. Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ đều phải kết thúc ở nơi này, thì mọi dữ liệu báo về hội đồng khiến cho bọn họ rối tung cả lên. Hệ thống ERA không bị phá hủy, ngược lại nó còn hấp thụ hết tất cả sức mạnh của Ethereum. Yajima biết được điều đó liền ngay lập tức tra hỏi Siran, nhưng thân thể hắn lại từ từ biến mất.
Trong khi đám người hội đồng còn đang hoang mang chưa biết chuyện gì đang xảy ra, thì Untir, thuộc hạ của Sidan dùng phép thuật cổ phá hủy toàn bộ hội đồng Era. Đây mới chính là hình dạng thực sự của tháp thiên đường, ma thuật Vale Lacima. Eza cũng từ từ mở mắt sau cú nổ vừa rồi, cô cảm thấy vô cùng bất ngờ sau khi thoát chết. Rốt cuộc thì chuyện này là sao đây? Quả nhiên những thứ này đều nằm trong kế hoạch của Zella. Hắn ta đã cố tình lợi dụng sức mạnh của Ethiron để hoàn thành nốt diện mạo của tháp thiên đường. Eza vô cùng tức giận khi đã bị Zella lừa thêm lần nữa. Hắn ta dám lợi dụng tình cảm năm xưa để khiến cô phạm phải sai lầm. Nhưng còn một điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là Sidan không phải là anh em song sinh của Zella, mà cả hai người bọn họ đều là một. Zella đã phân thân ra để đột nhập vào vị trí hội đồng với âm mưu mà hắn đã ấp ủ 8 năm nay. Vì bạn ấy đã mất quá nhiều ma lực chiến đấu, nên lúc này dù có đánh cỡ nào thì Eza đều hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây, vậy nhưng Natsu lại một lần nữa xuất hiện kéo cô nàng ra khỏi sự tuyệt vọng. Nếu như Eza không thể đánh bại được hắn ta thì hãy để Natsu làm việc đó. Một sát lông nhân không sợ trời không sợ đất cứ như vậy mà liều mạng đấu với Zella càng khiến cho hắn cảm thấy hứng thú hơn. Nhưng tốc độ như chớp của đối thủ cũng khiến cho cậu gặp nhiều khó khăn. Cuối cùng, bị Zella kết đòn bằng pháp thuật thất tình đào. Mặc dù chiêu thức đó rất khủng khiếp, song lại là đòn có thể giúp cậu phá hủy nơi này. Cứ như vậy, biệt danh phá hoại của Natsu đã có đất dụng võ. Tập 40, Zella không thể chấp nhận được chuyện công sức 8 năm qua của hắn ta bị Natsu phá hoại, nên liền quyết định tung ra một pháp thuật vô cùng đáng sợ. Bóng tối sẽ hoàn toàn nuốt chửng ánh sáng. Biết được chiêu thức này sẽ hoàn toàn giết chết Natsu, cho nên Eza đã quyết định lao tới đỡ đòn thay. Không ngờ rằng khi chiêu thức gần tới thì Simon lại chạy tới, hứng trọn hết sức mạnh của bóng tối. Điều này càng khiến cho Eza nhớ lại hình ảnh năm xưa khi ông lão Rob đã dùng thân thể để bảo vệ cho cô. Simon gục xuống, hơi thở cũng dần dần yếu đi. Nhưng thật may trước khi chết, cậu ta cũng đã có thể bày tỏ tình yêu thầm kín 8 năm qua này cho cô ấy. Natsu tức giận, đấm cho Zella không chuột phát nào. Cậu không ngừng nhai ngấu nghiến mảnh pha lê của Ethereum. Rốt cuộc thì Natsu đang định hấp thụ sức mạnh của nó hay là liều mạng chết đây? Dù là gì thì kỳ tích cũng xảy ra, Natsu hoàn toàn có thể hấp thụ được sức mạnh của Ethereum. Năng lượng cũng đã nạp đầy, hỏa khí trong người càng lúc càng dâng cao. Cậu ngay lập tức tấn công Zella một cách điên cuồng. Đây mới chính là sức mạnh thực sự của một săn lòng nhân. Cứ như vậy, Zella từ một kẻ ngạo mạn nắm trong tay sự chiến thắng, liền biến thành một kẻ thảm bại dưới nắm đấm của hỏa lòng. Cho dù là tốc độ của hắn có nhanh tới thế nào, sức mạnh của nó có lớn tới đâu thì cũng đều thất bại. Cứ như thế mà Natsu đánh bại đối thủ, lúc này mọi thứ ở tháp thiên đường cũng dần bị phá hủy. Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc ở đây thì cũng là lúc Ethiron bị trao năng lượng. Nói cách khác, đó là tháp thiên đường giờ đây đã không chịu được sức mạnh của nguồn năng lượng khổng lồ này. Nơi này trong phút chốc sẽ bị nổ tung lần nữa. Natsu gục xuống, Eza chạy lại đỡ lấy rồi nhanh chóng mang cậu ta rời khỏi nơi này. Tất cả mọi người đều đang cầu nguyện cho bọn họ được bình an. Đi được nửa đường, vụ nổ khiến cho Eza té ngã. Mọi thứ bây giờ đã không còn kịp nữa rồi. Nơi này trong vài giây nữa sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Eza nhìn Natsu rồi từ từ đưa cánh tay vào khối pha lê khổng lồ kia. Nếu như cô có thể một lần nữa cùng nơi này hòa làm một, thì sẽ có thể điều khiển sức mạnh của Ethiron tránh nó phát nổ. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc Eza sẽ mất mạng. Và tất nhiên là Natsu sẽ không bao giờ cho phép cô làm điều đó. Nhưng bây giờ có ngăn cản thế nào đi chăng nữa cũng không thể. Sự hy sinh của Eza đã khiến cho vụ nổ Ethereum dừng lại. Bản thân cô cũng từ từ chìm xuống dưới đáy của sự tuyệt vọng. Cả cơ thể của cô ấy cứ thế trôi bồng bềnh cho tới một không gian khác. Mà ở đó các thành viên của Fairy Tail đang khóc thương vì sự mất mát của cô nàng. Những người của hội đồng vì cảm thấy có lỗi cho nên đã liệt Eza vào danh sách 10 vị pháp sư mạnh nhất. Nhưng điều đó cũng không đủ để khiến cho Natsu chấp nhận sự thật rằng Eza đã rời xa bọn họ. Trong khi Eza đang rơi vào sự tuyệt vọng tột cùng khi nhìn thấy những người yêu thương đang đau khổ vì cái chết của mình, thì một cánh tay vô cùng quen thuộc kéo Eza ra khỏi nơi tối tăm kia. Eza tỉnh dậy, cảnh vật ngay trước mắt càng khiến cho cô không thể tin nổi vào mắt mình. Chính Natsu là người đã đưa cô ra khỏi tháp thiên đường. Cậu ta gục xuống rồi nói với Eza, chúng ta đều giống nhau, chính vì thế sau này đừng làm những chuyện như thế này có được không? Chính câu nói đó đã khiến cho Eza không thể kiềm chế được nước mắt của mình. Bây giờ thì bọn họ có thể nghỉ ngơi một thời gian dài được rồi. Mọi người cùng nhau mở một bữa tiệc để ăn mừng chiến thắng. Eza kể hết mọi chuyện cho tất cả cùng nghe. Thực chất, người ngăn cản vụ nổ Ethiron không phải là cô mà là Zella. Cậu ta đã thoát khỏi sự khống chế của Zeref và trả giá cho sai lầm của mình. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc êm đềm thì cũng là lúc đám người xô rời đi.
bọn họ từ nhỏ đã sống trên tháp, vì vậy cả ba muốn được du ngoạn khám phá thế giới bên ngoài và lại càng không muốn phụ thuộc quá nhiều về Esa. Cho dù thế nào đi chăng nữa thì Esa đều tôn trọng quyết định của họ. Chính vì thế mà cô thay đổi một bộ giáp và tiến hành nghi thức chào tạm biệt của Fairy Tail. Những chùm pháo hoa được bắn lên trời cùng những lời chào thân thương nhất, hy vọng sẽ giúp ích trên con đường mà So, Miliana và Wally đã chọn. Kết thúc kỳ nghỉ dưỡng vô cùng đáng nhớ, bọn họ lập tức khởi hành về lại ngôi nhà chung Fairy Tail. Hội của họ giờ đây như được thay một tấm áo mới, lớn và rộng hơn gấp mấy lần hội cũ. Sylvia cũng trở thành một thành viên của hội, ngoài ra còn thêm một người nữa mà khiến cả đám ai nấy cũng đều nổi gân trên mặt khi nhìn thấy, đó chính là Gaizi. Cậu ta đã từng là kẻ thù, từng là kẻ đập phá hội, vậy nhưng nếu là quyết định của hội trưởng thì Esa và mọi người cũng đành chấp nhận theo. Để giảm bớt đi không khí căng thẳng, Mira xuất hiện như một thiên sứ trên sân khấu và cất lên giọng hát ngọt ngào của mình phục vụ mọi người. Vậy nhưng chuyện sẽ chẳng dừng ở đó, Gaizi cũng muốn được phô bày tài năng ca hát của bản thân, khiến cho Natsu và cả đám như bị đấm vào lỗ tai. Thế là cả hội lại gây chiến, trở lại dáng vẻ đầy quen thuộc như ngày xưa. Chuyển tới một khung cảnh khác, Gaizi bị đám người soi liên tục tấn công vì để trả thù món nợ cũ. Sự việc sẽ chỉ dừng ở đó khi không có sự xuất hiện của Lazard. Cậu ta tức giận vì những lời mà Gaizi đã từng khinh thường Fairy Tail, cho nên đã dùng ma pháp cường đại trừng trị gã ta. Kể cả khi Gaizi có đỡ đòn cho Levi thì cậu ta cũng không đánh trả lại một lần nào. Bởi vì cậu ta tin rằng làm như thế sẽ được mọi người trong Fairy Tail công nhận Gaizi là một thành viên thực thụ. Tập 42, lễ hội do Fairy Tail tổ chức đã chính thức bắt đầu. Lucy vì muốn trả tiền thuê nhà nên đã quyết định tham gia cuộc thi Miss Fairy Tail ở trên tờ rơi. Trong khi chuẩn bị cho mùa lễ hội, Mira cùng hội trưởng mua sắm một vài thứ cần thiết. Sự náo nhiệt của lễ hội khiến cho Margaret nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc khi là sớt còn nhỏ. Lúc nhỏ cậu ta luôn ước ao sẽ mau chóng trưởng thành để gia nhập Fairy Tail, nhưng giờ điều đó lại biến thành nỗi sợ hãi của hội trưởng. Sau bao ngày mong đợi, cuộc thi cũng chính thức bắt đầu và do Mark làm MC. Lần lượt từng thành viên nữ của hội trình diễn trang phục áo tắm và phần thi năng khiếu của mình. Đến lượt của Lucy thì chuyện không hay xảy ra bởi sự xuất hiện của Evelyn, một trong ba thuộc hạ của Lazard. Cô ta dùng pháp thuật từ đôi mắt của mình hóa đá Lucy và những người tham gia cuộc thi. Điều này khiến cho những khán giả đến xem hoảng loạn bỏ chạy. Lazard xuất hiện cùng âm mưu muốn dùng Lucy và mọi người làm con tin để phát động cuộc chiến nhằm tìm ra kẻ mạnh nhất của Fairy Tail để chia rẽ nội bộ. Thời gian để cứu sống Esa và những cô gái bị hóa đá chỉ còn 3 tiếng trước khi bọn họ trở thành những hạt cát vô tri vô giác. Lazard biến mất cũng là lúc trò chơi bắt đầu. Mọi người đều nháo nhào quyết định tìm ra hắn ta. Sự ngông cuồng của hắn, cộng thêm phần dám đem mạng sống của thành viên hội ra làm phần thưởng trò chơi, càng khiến cho hội trưởng tức giận hơn. Lão ngay lập tức chạy đi tìm hắn để trừng phạt, nhưng lại bị ngăn cản bởi bức tường thép. Nếu như có Esa thì may ra có cơ hội, có thể đánh bại Lazard, nhưng hiện tại tình trạng của cô ấy không thể được rồi. Margaret lại nhìn qua Natsu, nếu như Natsu chịu nghiêm túc đánh thật thì e rằng có lẽ vẫn còn hy vọng trong trận chiến này. Vậy nhưng tia hy vọng đó bỗng vụt tắt khi cậu ta cũng không thể nào thoát khỏi bức tường thép kia. Trò chơi thực sự bắt đầu khi trên màn hình hiện lên dòng chữ ba người, Anjack, Roy và Zed đang đánh nhau. Chỉ có kẻ mạnh nhất mới thoát khỏi vòng phép thuật. Vì để cứu người mình yêu mà Anjack đành phải tấn công đồng đội. Cuộc chiến kết thúc, Roy và Zed bị loại khỏi cuộc chơi. Đây mới chính là mục đích thực sự của Lazard. Hắn ta muốn những thành viên của Fairy Tail tấn công lẫn nhau cho tới khi nào không còn khả năng chiến đấu nữa mới thôi. Tập 43. Cứ như thế trận chiến tay đôi giữa những người trong hội liên tiếp diễn ra. Tất cả cũng chỉ vì muốn cứu những người bị hóa đá. Số người tham chiến cứ thế mà giảm dần đi, còn Natsu và Margaret vẫn cứ bị kẹt lại nơi này. Elman và Evelyn cũng đụng độ nhau. Vì để cứu Mira mà Elman đã bộc phát toàn bộ sức mạnh để tấn công đối thủ. Vì đối thủ có khả năng hóa đá bằng đôi mắt nên cậu ta buộc phải che đi mắt, chỉ dùng khả năng khử giác để xác định vị trí của đối thủ. Vậy nhưng kết quả là Elman vẫn thua cuộc. Trận chiến giữa Gray và Big Slow cũng hấp dẫn không kém. Hắn ta điều khiển linh hồn của những con rối để tấn công Gray. Gray cũng không phải dạng vừa, liền nhanh chóng đóng băng tất cả bọn chúng lại. Vậy nhưng Big Slow lại chuyển những linh hồn con rối đó sang những cơ thể mới để điều khiển. Cố ý dẫn dụ Gray vào cái bẫy phép thuật khi mà trong vòng này cậu ta không thể nào sử dụng được ma pháp băng của mình. Tưởng rằng như thế liền có thể giam cầm được Gray, vậy nhưng cuối cùng vẫn là vô dụng. Chỉ có điều cậu ta cũng đã để lộ sơ hở khiến cho bản thân rơi vào tình trạng mất khả năng chiến đấu. Như vậy, từng người mạnh trong cuộc chiến dần dần bị tiêu diệt, số lượng thành viên cũng giảm đi một nửa. Lazard xuất hiện cùng vẻ mặt đầy cao ngạo của hắn ta. Vì không muốn nhìn thấy những đứa con của mình đánh giết lẫn nhau,
cho nên Makarot buộc phải đầu hàng trước thằng cháu ngỗ nghịch của mình. Vậy nhưng Lancelot lại không chịu điều đó, bởi thứ hắn ta muốn chính là chức vị hội trưởng của Fairy Tail. Đương nhiên là Makarot sẽ chẳng bao giờ đồng ý giao chức hội trưởng lại cho một kẻ như hắn ta, bởi vì hắn ta là một kẻ không có trái tim, lại không coi trọng đồng đội của mình. Nếu là gai gì thì hy vọng đánh thắng Lancelot cũng có thể xảy ra. Chỉ có điều gã ta chưa ngồi được bao lâu thì cũng bị tường chắn phép thuật ngăn cản không cho tham chiến. Số lượng người có khả năng chiến đấu chỉ còn lại hai, đó là Natsu và Gaiji. Thế nhưng ngay cả thoát ra khỏi nơi này, bọn họ còn chẳng thể làm được. Hết cách, Natsu liền nghĩ ra kế sách táo bạo, đó là nung chảy Eza. Không bao lâu sau, bức tường của Eza bị nứt ra từng mảnh, cô nàng cũng như thế mà thoát khỏi được pháp thuật hóa đá. Nguyên nhân có thể là do con mắt còn lại của Eza khi được chữa lành đã làm giảm sự pháp thuật của Evelyn. Ngoài ra, Eza còn có thêm một thành viên khác tham chiến nữa, đó là Mittogun, một trong ba pháp sư mạnh nhất của Fairy Tail. Nếu như vậy thì tia hy vọng chiến thắng của Makarot càng thêm phần tự tin hơn. Tập 44, Eza ngay lập tức truy tìm Lancelot. Khi đụng độ phải Evelyn, cô ta liền dùng đôi mắt của mình để hóa đá Eza một lần nữa nhưng bất thành. Điều đó đối với cô không còn tác dụng nữa. Ngay sau đó, cô ta buộc phải liều mạng để tấn công Eza nhưng cuối cùng vẫn là thua thảm hại. Sau khi Evelyn bị Eza xử đẹp thì pháp thuật hóa đá cũng mất tác dụng, tất cả mọi người đều trở về trạng thái bình thường. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc trận chiến vô nghĩa này cũng đã đến lúc chấm dứt rồi. Vậy nhưng Lancelot lại không cho phép điều đó xảy ra. Hắn truyền tin tới hội trường và mọi người về luật chơi mới của hắn ta. Bây giờ phạm vi không chỉ là những kẻ trong Fairy Tail nữa, mà là những người dân trong thành phố Manolia cũng sẽ trở thành một phần của trò chơi này. Hắn ta đã đặt cung điện sấm sét khắp nơi trong thành phố. Một khi những người của Fairy Tail không tiếp tục tham chiến, thì những người dân trong thành phố sẽ là những người lãnh hậu quả nặng nề. Hội trường vì bị thằng cháu chọc cho tức điên lên, dẫn tới đau tim mà ngất đi. Mọi chuyện càng lúc càng tệ hơn. Bika thử tiêu diệt một trong những quả cầu sấm kia, liền bị nó phản tác dụng. Sấm từ trên trời đánh trúng khiến cô ấy đau đớn bất tỉnh nhân sự. Không thể tiếp tục để tình trạng này diễn ra, mọi người nhanh chóng chia nhau ra hành động. Lucy cùng Happy sẽ đi sơ tán mọi người. Kana và Juvia sẽ cùng nhau tiêu diệt những tên còn lại. Còn Levi sẽ cố gắng giải những ký tự cổ của Fritz. Lucy và Happy định sẽ sơ tán tất cả mọi người trong thị trấn. Nhưng suy đi tính lại, nếu bọn họ làm như vậy, e rằng mọi người sẽ hoảng loạn chạy trốn. Như thế, số người bị thương cũng sẽ nhiều hơn. Trong lúc cả hai còn đang lưỡng lự tìm ra giải pháp tốt nhất, thì Big Slow xuất hiện cùng với những con rối của hắn tấn công Lucy. Lucy ngay lập tức triệu hồi sắc tinh linh cùng nhân mã bắn hạ mấy con rối của đối thủ. Tưởng chừng trận chiến này sẽ dễ thở, nhưng hắn ta đã nhanh chóng chuyển những linh hồn con rối đó vào cơ thể khác để điều khiển. Lucy định triệu hồi ra tinh linh khác thì liền bị bọn chúng cướp mất chìa khóa. Tưởng rằng mọi thứ sẽ kết thúc trong cú tấn công của hắn thì Loki xuất hiện cứu Lucy thoát khỏi nguy hiểm. Trận chiến bây giờ mới thực sự bắt đầu. Tập 45, Loki nhanh chóng bắn hạ những con rối của Big Slow, còn Lucy lợi dụng sơ hở tấn công hắn ta. Tưởng rằng kế hoạch sẽ thực hiện thành công khi hắn để lộ đôi mắt của mình. Vậy nhưng, thuộc hạ của Lancelot đều có một lợi thế sức mạnh về đôi mắt của mình. Hắn ta cũng vậy. Sức mạnh của hắn chính là biến những kẻ nhìn thấy hắn trở thành con rối. Nghe được điều đó từ Happy, Lucy và Loki nhanh chóng nhắm chặt đôi mắt lại. Nếu như vậy thì bọn họ sẽ không thể chiến đấu được, ngược lại còn bị ăn đòn từ đối thủ. Không thể để chuyện này cứ mãi diễn ra như vậy được. Loki và Lucy nhanh chóng tương kế tự kế. Loki sẽ lợi dụng sơ hở để làm cho hắn không thể mở được mắt. Tiếp theo đó, Lucy sẽ dùng dây để trói buộc và tấn công hắn. Từ lúc được Lucy cứu trở về thế giới tinh linh thì sức mạnh của Loki đã mạnh hơn gấp nhiều lần so với lúc trước. Cho nên đã ngay lập tức kết thúc trận đấu bằng một đòn pháp thuật vô cùng đẹp mắt. Quay trở lại một chút ở Fairy Tail, Levi sau bao lần cố gắng giải mã các ký tự thì cuối cùng cô ấy cũng đã có thể phá giải được tường pháp thuật ngăn cản Gaiji và Natsu. Trận chiến với Big Slow kết thúc cũng là lúc trận chiến giữa Kana, Juvia và Fritz bắt đầu. Hắn ta tiếp tục răng bẫy pháp thuật khiến Kana, Juvia buộc phải đánh nhau mới có thể thoát ra được khỏi nơi này. Nhưng vì để được công nhận là một thành viên của Fairy Tail, Juvia thà rằng bản thân chịu đau đớn từ những quả cầu sét kia còn hơn là đánh nhau với Kana. Điều này càng khiến cho Kana càng thêm tức giận. Vì để trả thù cho Juvia mà Kana liều mình chiến đấu với hắn ta. Chỉ có điều Fritz quá mạnh mà Kana hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Nhìn thấy đồng đội của mình chịu đau đớn, Elman không chịu được liền nhanh chóng tấn công. Vậy nhưng lại bị luật trò chơi phản đòn vì cậu ta đã thua cuộc và bị loại khỏi trận chiến. Nhìn thấy đứa em trai của mình chịu đau đớn, Mira đột nhiên nhớ lại cảnh tượng Lee Sanma chết. Sự tuyệt vọng đó một lần nữa khiến Mira bộc phát toàn bộ sức mạnh và biến thành hình dáng của Satan rồi chiến đấu như một con quỷ thực thụ.
đây mới thực sự là sức mạnh của cô ấy. Điều này càng khiến cho Fritz càng thêm lo sợ. Hắn ta nhanh chóng dùng pháp thuật ký tự biến thân thành một con quỷ khác. Chỉ có quỷ mới có thể chiến đấu với quỷ được. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa thì Mira vẫn dễ dàng đánh bại hắn ta trong chớp mắt. Sức mạnh khổng lồ ấy gây chấn động toàn thành phố. Tưởng rằng bản thân sẽ bị mất khống chế như Elman, nhưng khi hình ảnh của Lisama xuất hiện một lần nữa kéo Mira trở về với thực tại, thì cuộc chiến giữa hai người bọn họ mới thực sự kết thúc. Mira không muốn bất kỳ ai trong hội bị thương cả, bởi vì bọn họ đều là một đội. Cô biết, Fritz thực ra không phải là con người xấu, bây giờ nếu quay đầu sẽ còn kịp. Kết lại những trận đấu vừa qua, tất cả đều bị đánh bại, điều đó cũng đồng nghĩa với việc đối thủ của bọn họ bây giờ chỉ còn lại mình là Sớp mà thôi. Tập 46, Natsu cùng mọi người đã tham gia vào cuộc chiến Fairy Tail và lần lượt đánh bại đối thủ. Cơn đau tim của hội trưởng bất chợt phát tác. Lôi thần điện của La Sớt bày ra vẫn đang xoay trên bầu trời chờ lệnh kích hoạt. Dòng chữ ma thuật của Fritz hiện ra để thông báo rằng trận đấu giữa hắn và Mira, cả hai đã bị loại khỏi trận chiến. Những luồng sáng mà Happy nhìn thấy là từ trận chiến của hai người này mà ra. Bây giờ thì chỉ còn lại những quả cầu sét, nó sẽ tấn công toàn bộ thành phố. Để tránh bị phá hủy dễ dàng thì nó đã được bảo vệ bởi thuật Body Link. Ai tấn công tới nó đều sẽ bị sét đánh ngược lại. Thời gian thì không còn nhiều, Fairy Tail không thể sơ tán hết mọi người trong thành phố được. Năng lượng của Lucy vẫn chưa được phục hồi, nhưng nàng vẫn muốn làm cái gì đó để bảo vệ mọi người. Lúc này giờ phán xét của thần sấm chỉ còn 10 phút cho tới khi nó kích hoạt. Bà Polosika đã biết hết tất cả mọi chuyện, cho nên đã đi tới Fairy Tail để điều trị cho ngài hội trưởng. Sau khi nhìn qua ngài hội trưởng, bà nói rằng hãy mang La Sớt về đây, ngài hội trưởng không còn chịu đựng lâu hơn được nữa. Về phía La Sớt, cậu đang nghĩ lại về chuyện xưa giữa mình và Makarot, cậu đã hứa cùng ngài đi xem Fantasia năm nay. Đây là những phù thủy Fairy Tail, chính bản thân cậu cũng không hiểu vì sao lại nghĩ đến những chuyện ngu ngốc như thế này. Lý do mà cậu không tham gia Fantasia là vì từ khi còn nhỏ, mọi người luôn coi cậu như là cháu của ông. Họ không cần biết những việc cậu đã làm, mà chỉ luôn coi cậu là cháu của Makarot, luôn luôn là như vậy. Cậu chưa bao giờ nhận được lời khen từ việc mình đã làm và tại sao Makarot lại trục xuất cha cậu. Vì sao ông lại làm như thế cơ chứ? Ivan, ông ấy đã làm hại đến băng hội. Dù có là gia đình đi chăng nữa thì hội trưởng cũng không thể chấp nhận kẻ đe dọa đến tính mạng của những đồng đội trong băng hội. Đó là cách mà người tiền nhiệm đã bảo vệ Fairy Tail sao lại cho ông. Đó chính là Fairy Tail. Chính vì thế mà La Sớt đã luôn chống đối lại hội. Một ngày nào đó, chính cậu sẽ vượt qua ông để trở thành người mạnh nhất. Thời điểm đã tới, cậu chắc chắn sẽ vượt qua Makarot. Thời gian còn 6 phút nữa, đúng lúc này Mittogun từ từ bước gần về phía La Sớt. La Sớt cũng không nghĩ rằng Mittogun cũng sẽ tham gia trò chơi này. Cậu ta yêu cầu La Sớt dừng ngay lôi thần điện, nhưng hắn ta từ chối. Cả hai đánh nhau làm phá vỡ tất cả cửa kính nhà thờ Kasia. Chính vì thế mà Natsu và Eza mới biết được vị trí của La Sớt. Một trận chiến không khoan nhượng, đôi bên liên tục sử dụng ma thuật để cho thấy được sự khác biệt giữa hai người. Eza và Natsu cũng đã tới được nhà thờ. Khi Mittogun nhận ra Eza đang ở đây, vì muốn che giấu mình nên Mittogun đã bị La Sớt chớp lấy cơ hội tấn công, khiến mặt nạ tan tành từng mảnh và để lộ ra khuôn mặt của mình. Eza cùng Natsu rất bất ngờ khi thấy được khuôn mặt của Mittogun. Đây chẳng phải là Zela sao? Nhưng anh ta đã phủ nhận, chỉ là giống thôi, chứ anh ta không phải là Zela mà Eza quen biết. Mittogun quyết định rời khỏi nơi này. Eza còn đang thất thần về chuyện lúc nãy thì đã bị La Sớt tấn công. Thấy vậy, Natsu cũng lao tới tấn công báo thủ nhưng bị đối thủ bán hành sấp mặt. Sau hiệp thứ nhất là hiệp thứ hai, lần này Eza sẽ ra sân. Sau một hồi đánh nhau không có kết quả thì Eza chọn cách không đánh nữa. Cô muốn phá hủy tất cả lôi thần điện. Nếu làm như thế thì ngay cả bản thân Eza cũng không thể sống nổi. Cô yêu cầu Natsu ngăn cản La Sớt. Để tranh thủ thời gian dù chuyện này rất nguy hiểm, nhưng mà Natsu vẫn tin vào Eza. Không biết điều đó có thể hay không thì cậu vẫn luôn tin Eza sẽ sống sót và trở về bình an. La Sớt tức giận vì Eza chơi không đúng luật nên định ngăn cản cô nàng lại, chỉ là Natsu đã bước ra không cho làm chuyện đó. Eza thỉnh cầu sức mạnh của những thanh kiếm cùng tất cả mọi người ở Fairy Tail nhằm cứu lấy thành phố Manolia. Dường như mọi người đều nghe thấy tiếng nói ấy, lần lượt những thanh kiếm xuất hiện hướng về phía các quả cầu lôi thần điện. 100 cây kiếm vẫn còn chưa đủ, cô cần nhiều hơn để có thể đánh vỡ được tất cả những quả bóng trên bầu trời thị trấn. Tập 47, Eza có dùng hết ma thuật của bản thân cũng không đủ, giới hạn của cô ấy chỉ dừng ở con số 200 thanh kiếm. Tưởng chừng như mọi thứ đã rơi vào bế tắc thì một thanh âm vô cùng quen thuộc truyền vào trong đầu của Eza và những thành viên của Fairy Tail, đó chính là pháp thuật của Warren.
Gray đã tìm ra Warren để nhờ anh ta thông báo đến tất cả mọi người về sự nguy hiểm của lôi thần điện. Nếu như tất cả mọi người chịu hợp sức cùng nhau, thì mọi tia hy vọng về sự sống còn của những người dân vô tội của Manolia mới có thể tiếp tục. Vậy nhưng mọi thứ lại không hề suôn sẻ như vậy. Trong trò chơi của Lazarus bàn này, họ đã đánh đấm lẫn nhau. Tất cả cũng chỉ vì muốn cứu những người mình yêu thương khi mạng sống của họ được tính bằng phút, bằng giây. Chính vì như thế mà không một ai chịu thả lỗi cho ai. Không thể tiếp tục chịu đựng tình trạng này được nữa, nếu còn tiếp tục kéo dài thêm thì e rằng những người dân sẽ bị làm hại. Cho nên lính mới Lucy quyết định lên tiếng giảng hòa. Cô nói rằng ước mơ từ nhỏ chính là được trở thành một phần của Fairy Tale. Từ khi bước chân vào hội rồi cả khi nhìn thấy hội bị phá hủy bởi chính rắc rối của mình. Nhưng mọi người vẫn nở nụ cười, vẫn cùng nhau đoàn kết xây dựng lại hội. Fairy Tale chính là ngôi nhà chung của mọi người. Vậy tại sao bọn họ không cùng nhau đoàn kết bảo vệ ngôi nhà ấy, bảo vệ cả thành phố Manolia này nữa? Nếu như mọi người không làm thì cô sẽ một mình thực hiện. Những lời đó khiến cho sự hận thù bỗng chốc được xóa bỏ, bọn họ cũng mỉm cười thả lỗi cho nhau, cùng nhau hợp sức để phá hủy tất cả lôi thần điện. Nhờ vào sự đoàn kết một lòng ấy mà trò chơi của Lazarus cũng chấm dứt hoàn toàn. Đổi lại thì mọi người cũng bị sét đánh cho ngu người. Việc còn lại chính là đánh bại hắn nữa mà thôi. Nhưng thực lực của hai bên quá chênh lệch, Nasu dù có đánh tới mức nào cũng không thể. Lazarus nổi cơn thịnh nộ định dùng một đòn cuối cùng để kết liễu Nasu. May mắn Gaiji kịp thời xuất hiện giải cứu. Gaiji ngỏ lời muốn kết hợp cùng Nasu đánh bại Lazarus. Hiện tại chỉ còn mỗi cách đó hữu dụng, hắn ta quá mạnh. Mặc dù hơi khó chịu vậy nhưng Nasu vẫn đồng ý lời mời. Thế là cả hai cùng nhau kết hợp ăn ý, liên tục ra những đòn tấn công khiến Lazarus bị ăn hành liên tiếp và kết thúc bằng đòn diệt rồng của sát long nhân. Tưởng chừng như chiêu cuối cùng sẽ hạ màn trò chơi này thì Lazarus lại cất tiếng cười đầy ngứa đòn. Hắn ta khinh thường sức mạnh của các sát long nhân. Cùng với cơn thịnh nộ của mình, Lazarus quyết định bộc phát thực lực, thân hình của hắn biến đổi và hóa ra hắn cũng là một kẻ diệt rồng như Nasu và Gaiji. Rất nhanh, hắn liền sử dụng ra chiêu thức tiếng gầm lôi lòng, coi như là đưa tiễn Nasu và Gaiji về với tổ tiên. Dù cho Levi có chạy tới cấp báo tình hình nguy cấp cho đội trưởng Makarot, thì hắn vẫn làm ngơ và tiếp tục sử dụng pháp thuật để tấn công. Tập 48, một thứ ánh sáng chiếu từ trên trời xuống bao xung quanh cả nhà thờ. Tưởng rằng khi sử dụng tiếng gầm lôi lòng sẽ khiến cho hai người bên kia ăn hành, nhưng không ngờ rằng điều đó hoàn toàn phản tác dụng, mọi người vẫn bình an vô sự. Điều đó càng khiến cho Lazarus càng thêm tức giận. Được biết, Lazarus thừa hưởng sức mạnh và dòng máu của ngài hội trưởng. Vậy nhưng tiếng gầm lôi lòng là sức mạnh dùng để trừng trị cái xấu chứ không phải là đánh bại đồng đội của mình. Chính trái tim của Lazarus đang ngăn cản điều đó. Hắn thực chất không muốn làm hại những thành viên của Fairy Tail, nhưng trong thâm tâm lại không thể chấp nhận được hiện thực. Hắn vẫn sẽ tiếp tục hoàn thành trò chơi này tới cùng. Sự ngu ngốc ấy đã càng khiến cho Nasu nổi cơn thịnh nộ. Cậu ta cùng Lazarus đấu một trận thừa sống thiếu chết. Hai tia chớp sấm và hỏa cứ như thế đối chọi với nhau không khoan nhượng. Nasu vẫn yếu thế và bị bón hành ngập mồm. Trận chiến đôi bên vô cùng căng thẳng và quyết liệt. Lazarus càng tức giận thêm thì lượng sức mạnh phóng ra sẽ càng khó mà khống chế được. Trong giây phút tưởng chừng như hắn ta muốn tiễn biệt Nasu, thì Gaiji dùng cánh tay sắt của mình hút hết sức mạnh của Lazarus và làm cho hắn bị thương nặng. Nhân cơ hội đó, Nasu giận dữ, ngọn lửa nhiệt huyết cháy hừng hực dưới bầu trời của Manolia. Cậu liên tục tấn công Lazarus. Sức mạnh kinh khủng đó khiến cho hắn không cách nào có thể chuyên mình được. Cứ như thế, nhân vật phe phản diện bị đấm túi bụi rồi rơi xuống mái của nhà thờ bất tỉnh nhân sự. Trận chiến này cuối cùng cũng kết thúc. Tình trạng của ngài hội trưởng đã dần dần hồi phục nhờ vào bàn tay thần thánh của bà Polusica. Mọi người cũng nhờ vào trận chiến này mà đoàn kết hơn. Chỉ có điều hai tên trẻ trâu Nasu và Gaiji mặc dù thương tích đầy mình nhưng vẫn cố gây chiến với nhau. Bỗng dưng là sát xuất hiện làm bầu không khí ồn ào bỗng thành im lặng. Hắn muốn được gặp ngài hội trưởng nhưng những thành viên khác lại ra sức ngăn cản. Đột nhiên Eza lên tiếng, họ tin tưởng vào quyết định của ngài hội trưởng cho nên đã quyết định cho hắn gặp ông. Tại cuộc gặp đó, Makarot đã nói cho Lazarus về những điều tuyệt vời của Fairy Tail. Chính những sự đoàn kết ấy đã làm cho hội lớn mạnh. Để trả giá cho những hành động của mình, lão tuyên bố trục xuất hắn ra khỏi Fairy Tail. Lúc này Lazarus cũng đã suy nghĩ thông suốt ra mọi chuyện, hắn hoàn toàn mỉm cười chấp nhận quyết định này. Cuối cùng thì lễ hội Fantasia cũng thuận lợi diễn ra. Những thành viên trong Fairy Tail lần lượt hóa trang thành nhiều hình dáng khác nhau để góp vui. Tất cả điều đó đã làm cho Lazarus nhớ lại những ký ức đẹp khi còn nhỏ. Sự tuyệt vời và đoàn kết đó có lẽ sau này hắn không thể có được nữa rồi. Tập 49 đã một tuần trôi qua từ sau trận chiến của Fairy Tail. Lazarus lúc nào cũng gào thét với Makarot vì chuyện ông ấy đã trục xuất Lazarus khỏi hội.
bởi vì bọn họ đều là một hội, đánh nhau như vậy cũng làm tăng thêm tình cảm mà thôi. Bên cạnh đó, Natsu cũng muốn đấu lại một trận đàng hoàng với Gata. Nhưng có một thứ mà khiến ai đó cũng phải kinh ngạc về Lazarus, đó là hắn vốn không phải sát long nhân, mà khi còn nhỏ, cơ thể vốn đã yếu đuối, cho nên cha của cậu ta là Ivan đã đưa một loại ma thạch vào trong cơ thể của Lazarus, giúp cậu ta mạnh mẽ như bây giờ. Cuối cùng mọi thứ dường như đều đã có thể quay trở lại quỹ đạo vốn có của nó. Chưa hết, giấc mộng về giải nhất của cuộc thi Miss Fairytale cũng tan tành khi Lucy chỉ đứng hàng hai. Điều đó đồng nghĩa với việc tiền nhà tháng này vẫn chưa thể trả được. Đang còn đau khổ vì chuyện đó thì Kana bước tới, bói cho Lucy một tấm bài rằng ngày hôm nay sẽ có một cuộc gặp gỡ định mệnh. Đột nhiên Ezai chạy ngang qua cùng điều bộ gấp rút. Hôm nay cô ấy không mặc giáp nữa mà lại khoác lên mình một bộ đầm vô cùng đẹp. Misa nói cho Lucy biết rằng cô ấy làm vậy là để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn của phóng viên tuần sàn sắp tới hội. Lucy lại lầm tưởng rằng cuộc gặp gỡ định mệnh ấy chính là phóng viên của tạp chí tuần sàn. Thế là cô ấy cũng quyết định không chịu thua, chạy về nhà chuẩn bị thật tốt cho tới khi được lên mặt báo. Cô đi tới một cửa tiệm sách, định bụng sẽ chọn vài quyển tạp chí mẫu đẹp để học hỏi, vậy nhưng lại không ngờ rằng vô tình chọn phải một cuốn sách về tình yêu. Điều đáng ngạc nhiên ở đây chính là cũng có một chàng trai khác chọn cuốn sách đó, vì cảm thấy quá xấu hổ cho nên Lucy quyết định chuẩn trước. Anh chàng đó lập tức đuổi theo, ngỏ ý muốn cùng Lucy tham quan thành phố, vậy nhưng cô lại nhanh chóng từ chối. Cứ như thế, thay vì về nhà chuẩn bị, Lucy lại không hay biết mình đã có mặt ở hội từ lúc nào. Phóng viên của tạp chí tuần sàn cũng đã xuất hiện. Cậu ta tên là Jason. Jason như thể là một fan cuồng của những thành viên trong hội. Từ lời nói tới cử chỉ, hành động của cậu ta phấn khích quá mức cho phép. Chỉ có điều Lucy đã cố gắng gây chú ý với Jason nhưng cậu ta hoàn toàn phớt lờ. Hết cách, cô nàng buộc phải diện một bộ đồ con thỏ rồi hát một bài để gây sự chú ý. Nhưng mộng ước chưa được bao lâu thì Gaiji xuất hiện chiếm mất sân khấu. Natsu thấy vậy liền tức điên đấm cho Gaiji một trận. Hai bên cứ như thế trả đũa lẫn nhau, không ai chịu nhường ai. Cuối cùng thì đây cũng chính là diện mạo thường ngày đầy quen thuộc của Fairytale. Cuộc phỏng vấn chán ngắt kết thúc, Lucy trở về nhà thì gặp ngay anh chàng trong tiệm sách. Thế là cả hai cùng nhau trải qua quãng thời gian hạnh phúc. Điều này khiến cho cô nàng thêm tin vào định mệnh mà Kana đã nói. Natsu cũng happy vì nhìn thấy bộ dạng ủ rũ vì không có tiền của Lucy, cho nên đã quyết định chọn một công việc phù hợp để trả tiền nhà cho cô. Chỉ có điều cô nàng lại nhanh chóng từ chối, bởi vì tối nay cô ấy có hẹn ăn tối cùng với chàng trai định mệnh của đời mình. Nhưng sau khi nghe Mira nói ra sự thật rằng Natsu và Happy lo lắng cho Lucy nên mới đi làm nhiệm vụ, điều đó đã khiến cho cô quyết tâm hơn, thế là cô chọn sẽ đi cùng với Natsu, đồng thời để cho Kana thay mình tới gặp chàng trai kia. Tập 50, thành phố Manolia tràn ngập trong những cơn mưa dai dẳng. Zuvia vì muốn được Gray dùng cái nhìn say đắm hướng về phía cô, cho nên đã quyết định mua một lọ thuốc từ tay thầy Pháp Hoa kèm. Còn về phía Lucy thì lúc nào cũng ủ rũ vì tiền thuê nhà. Mira vì muốn giúp Lucy vực dậy tinh thần nên nói với cô ấy rằng có khi nào Natsu thích Lucy không, bởi vì nhìn hai người giống như một cặp vậy. Mặc dù nhìn điệu bộ trẻ trâu của cậu ta, Lucy đã hoàn toàn không nghĩ nó sẽ xảy ra, nhưng Mira lại liên tục nhắc về điều đó càng khiến Lucy thêm ngại ngùng hơn. Đêm đó khi trở về nhà mình, Lucy đã gặp ngài Natsu. Cậu ta nói rằng có điều quan trọng muốn nói với cô. Nhắc tới điều quan trọng lại càng khiến Lucy nhớ lại những lời hồi trường mà Mira đã nói, hiểu lầm lại càng chồng chất hiểu lầm. Lucy vì ngại chín mặt nên đã thẳng tay đuổi Natsu đi. Sáng hôm sau hai người bọn họ gặp lại nhau, nhưng vì quá ngại ngùng mỗi khi cả hai tiếp xúc thân mật cho nên Lucy lại quyết định chạy trốn. Khi nghe được cuộc trò chuyện của Wakaba về việc gần đây Natsu đang yêu thích một cô gái đó, cậu luôn miệng nói rằng muốn được gặp cô ấy càng khiến cho cô càng thêm phần ảo tưởng người đó chính là mình. Mọi chuyện cứ như vậy diễn ra khi Natsu hẹn tối nay dưới gốc cây Sola ở công viên cổng Bắc, có thứ muốn nói cho Lucy nghe. Thế là câu chuyện tình yêu đầy hạnh phúc do cô tưởng tượng ra càng lúc càng quá đà. Về phần Zuvia, sau khi dùng hết sự quyết tâm của mình, cô đã quyết định dùng loại thuốc ma pháp tình yêu này lên người Gray. Chỉ có điều trước khi trúng đích, dung dịch của lọ thuốc đã ảnh hưởng tới nhiều người trong hội. Từ hội trưởng, Eza hay thậm chí là Mira cũng biến thành một người khác nhằm chiến đấu với thứ mình ghét. Margaret thì quyết chiến với thùng rượu. Eza từ lâu đã cay cây cột nhà. Mira thì luôn muốn đấu lại với Eza như ngày xưa. Thảm nhất là Gray, cậu ta cứ luôn miệng đòi tỉ thí bay lượn cùng Happy. Cuối cùng thì cái nhìn say đắm của Zuvia đã bị vỡ mộng. Chiều hôm đó, Lucy đã nhanh chóng sửa soạn lại mọi thứ, khoác lên mình chiếc váy vô cùng gợi cảm để đến buổi gặp gỡ định mệnh cùng Natsu.
Chỉ có điều Lucy đang mắc kẹt giữa một thứ là đồng đội, còn một thứ là tình yêu. Điều này càng khiến cho cô thêm phần hồi hộp hơn. Thế nhưng mà giấc mộng đó đã nhanh chóng tan biến khi sự thật người mà Nat Sư muốn gặp chính là Viggo. Cậu ta nghe ngóng được tin tức ở dưới gốc cây Sola này có bí mật về những tấm hình hồi nhỏ của các thành viên mà ngài hội trưởng đã chôn giấu ở đây. Như bị đấm cho một phát tình mộng, Lucy tức giận tặng cho Nat Sư một cú tát nhớ đời. Thế là giống như mọi lần, Lucy lại thất vọng về tình yêu đầu đời của mình. Sáng ngày hôm sau, mọi thứ trở lại như thường ngày. Gray cũng không ngoại lệ, Happy cũng thở phào nhẹ nhõm. Vậy nhưng Sylvia lại không nghĩ thế. Vì quyết tâm muốn được Gray dùng cái nhìn say đắm cho mình, Sylvia đã quyết định dốc hết toàn bộ lọ thuốc vào cổ Gray. Kết quả là cậu ta bị ngáo đá và đi tới hòn đảo bị nguyền rủa lúc nào không hay biết. Tập 51, một ngày nắng đẹp ở thành phố Manolia. Trong khi Lucy vẫn còn đang đau đầu về chuyện tiền thuê nhà thì Nat Sư vẫn cay vụ Lucy không chịu triệu hồi Viggo để đào trộm những tấm hình lúc nhỏ của mọi người. Đột nhiên giác quan thứ 6 của Lucy báo hiệu mình đang bị theo dõi bởi một ai đó. Trên đường về nhà, cô có cảm giác như thể ai đó đang đuổi theo mình vậy, cho nên quyết định bước thật nhanh về nhà. Nhưng lại không ngờ rằng người theo dõi cô bấy lâu nay lại chính là lão cha mình. Tuyến đường sắt thuộc sở hữu của nhà Hiephilia bị tịch thu. Con trai của Lucy cũng vì vậy mà thế chấp tài sản để nỗi bị biến thành bộ dạng nghèo khó như thế này. Cũng may là ông còn có lương tâm đã chuyển phần mộ của mẹ Lucy tới nơi khác. Tưởng rằng như thế là hết chuyện, vậy nhưng lão lại mặt dày tới xin tiền con gái. Lão nói rằng sẽ tới thành phố Asalifa để gây dựng lại tất cả. Lucy chỉ cảm thấy chán ghét điều bộ này của cha mình. So với những gì ông ta đã làm ở quá khứ, cộng thêm cả việc Lucy đã từng tuyên bố rằng sẽ không cần bất cứ quần áo đẹp hay sự an sung mặc sướng đến từ gia tộc Hiephilia, cho nên cô đã từ chối. Lão vẫn cổ hủ và độc tài như ngày nào, vì thế nên Lucy buộc phải thốt ra những lời cay đắng như thế, khiến cho lão dẹp ngay cả ý nghĩ đó đi. Trở về nhà trong tâm trạng đầy bất ổn, Lucy bắt gặp Nat Sư và Happy đang đứng trước cửa nhà chỉ để trông chừng xem xung quanh nơi này có kẻ xấu hay không. Bất ngờ nhất là Gray. Cậu ta sau khi nghe tin Lucy đang bị ai đó theo dõi liền tức tốc chạy đến bảo vệ. Mặc dù hai tên Nat Sư và Gray mỗi lần gặp nhau sẽ dùng nắm đấm để nói chuyện. Vậy nhưng cũng vì thế mà Lucy được nhẹ lòng hơn phần nào. Mọi người ở Fairytale đều lo lắng và yêu quý cô. Sáng hôm sau, Aza, Nat Sư và Gray đã chọn được một công việc để làm. Số tiền kiếm được ở nhiệm vụ này cũng đủ cho Lucy trả được mấy tháng tiền nhà. Nhưng khi nghe tin từ Wakaba về hội bóng tối đang tàn sát người dân ở Asalifa thì trong lòng Lucy lại dấy lên một cảm giác vô cùng bất an. Chẳng phải nơi đó chính là hội thương nhân mà cha Lucy đang làm hay sao? Thế là cô tức tốc chạy tới nơi đó. Vừa đến trước cửa tiệm của hội thương nhân Love and Lucky, Lucy đã bị đám lính của hoàng gia chặn không cho vào. Hết cách, cô đành triệu hồi tinh linh cùng xử nữ để đào một cái đường hầm rồi chui vào bên trong. Sau khi sự đẹp đám người của hội bóng tối, Lucy tức tốc tìm kiếm cha của mình, nhưng lại không có. Sau một hồi không chịu được nên cô đành hét lên. Cuối cùng thì cha của cô ấy cũng xuất hiện, chỉ có điều ông ấy vừa mới tới nơi này mà thôi. Vậy là cũng không có gì nguy hiểm hay bắt cóc cả, điều này càng khiến Lucy thêm phần ngượng ngùng. Nhưng nhìn thấy cha mình mạnh khỏe vậy thì cô cũng an tâm rời đi. Ông ta nhắc lại câu chuyện thời quá khứ với hội thương nhân này cho cô nghe. Đây cũng là nơi mà ông gặp vợ mình và cái tên Lucy cũng được lấy cảm hứng từ tấm biển hiệu này. Cuối cùng thì sau mọi chuyện, ông ta cũng nghĩ thông ra được vài điều. Chưa kịp để hai cha con diễn xong cảnh biệt ly thì đám người Nat Sư rầm rầm kéo tới. Bọn họ đã phải hủy nhiệm vụ và chạy tới đây để tìm Lucy. Nhìn thấy đứa con gái của mình tìm được một gia đình hạnh phúc, ông ta cũng an tâm phần nào. Tới đây thì video của mình đã kết thúc. Như thường lệ, nếu thấy video hay và bổ ích, hãy để lại cho chúng mình xin một like cùng một lượt đăng ký nhé. Còn nếu video thiếu sót, hy vọng các bạn bổ sung góp ý bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!